Sách trời ghi rõ, tuổi nhâm dần sinh năm 1962, quá lâm chi hổ, 6 tháng đầu năm 2024 âm lịch, được trời Phật độ, mở được nhãn thần, biết được thiên cơ, giải hung hóa cát mà gặp thời đổi vận, tiền bạc cứ thế ảo ảo đổ về nhà, cuối đời đổi vận, giàu sang hết phần thiên hạ. Quý vị thân mến, một năm đến điều không ai mong muốn nhất, chính là mình và gia đình gặp phải một vận hạn nào đó. Nhưng cũng có những người lại gặp được thiên thời địa lợi nhân hòa, để kiếm tiền làm giàu sau mấy chục năm oàn mình vượt khó. Theo luận giải mới nhất của các bậc thầy tử vi, bước sang 2024 được dự báo là một năm đầy biến động đối với bản mệnh nhâm dần, sinh năm 1962. Đây là năm thử lửa khốc liệt mà ông trời giao cho bạn trong thập niên 20 của thế kỷ 21 này, nghèo khổ nợ nần, túng quẫn lao đao hay giàu sang nứt vách, tiền vàng đầy nhà. Thuận buồm xuôi gió, khi đó chính là do bản mệnh nhâm dần quyết định khi biết trước được tương lai không phải là điều con người ta mong cầu nhiều nhất, mà đó chính là biết để tránh xa vận hạn, nắm lấy thời cơ, thiên thời địa lợi nhân hòa mà có các tinh chiếu dọi, thần tài đến thăm để lội ngược dòng số mệnh của mình. Đặc biệt là trong 6 tháng đầu năm 2024, thầy tử vi có tiết lộ một cơ hội đổi vận và đổi đời cho tuổi nhâm dần, chỉ cần biết được điều này là lội ngược dòng ngoạn mục. Vươn lên làm đại gia, tiền bạc đủ đầy, làm một hưởng mười, mua nhà tậu xe tiền tỷ, khiến thiên hạ phát hờn ghen tị. Vậy thiên cơ được tiết lộ là gì? Đâu sẽ là điểm sáng đáng hy vọng của tuổi nhâm dần trong năm mới 2024? Hãy cùng kênh Minh Đường Tử Vi đi tìm hiểu ngay sau đây nhé. Trong 12 con giáp, tuổi dần là biểu tượng cho con hổ, sinh vật ở vị trí thứ ba trong chuỗi này. Loài vật này được coi như là vị chúa tể của rừng xanh hoặc được gọi một cách dân dã ông cọp. Trong 12 con giáp, dần, hổ, tượng trưng cho sức mạnh, lòng dũng cảm và trí tuệ, người tuổi dần yêu thích những công việc mạo hiểm, đem đến vinh quang và thành công rực rỡ cho mình. Đặc biệt, họ là người mạnh mẽ, quyền uy, thường không dễ bị áp bức hay bị vu khống. Bước sang năm 2024, được xem là một năm mang lại đầy thách thức và nhiều cơ hội cho người cầm tinh con hổ, vận mệnh tuổi Dần năm nay sẽ có nhiều thăng trầm. Do ngũ hành tương sinh, tương khắc, nếu biết nắm bắt thì người tuổi Dần sẽ tránh xa được vận hạn, bước vào một năm thịnh vượng và vui vẻ. Trong năm nay, vận mệnh của tuổi Dần sẽ đạt đến đỉnh cao, mọi điều may mắn sẽ ập đến như lũ tràn về, ngay sau đây, chúng ta hãy cùng đi vào nội dung của video hôm nay nhé. 1 đặc trưng tính cách người tuổi nhâm dần sinh năm 1962 trong hệ tử vi đầu số. 2. Tiết lộ chi tiết vận trình tử vi từng phương diện trong 6 tháng đầu năm 2024, gồm sự nghiệp, công danh, tiền bạc, tài chính, tình duyên gia đạo và sức khỏe của nhâm dần, sinh năm 1962. 3. Luận hung cát từng tháng của người tuổi nhâm dần, sinh năm 1962. 4. Bình giải sao hạn và cách hóa giải vận xui của tuổi nhâm dần. 5. Màu sắc may mắn cho tuổi Nhâm Dần trong năm 2024 chi tiết như sau. 1. Đặc trưng tính cách người tuổi Nhâm Dần sinh năm 1962. Người sinh năm Nhâm Dần rất nhạy cảm, giàu cảm xúc, quyết đoán nhưng lại hung hăng, bướng bỉnh và hay nghi ngờ người khác. Người này có tố chất lãnh đạo, không thích phục tùng người khác cũng không thích bó buộc. Họ thích đón nhận những thách thức mới, dù khó khăn cũng không lùi bước, nếu có thể sống theo ước mơ, theo đuổi những gì mình lựa chọn. Khi đó chính là hạnh phúc lớn nhất của con giáp này. Người tuổi hổ rất được lòng người, họ thông minh, nhân hậu, cá tính mạnh, cũng rất độc lập, có ý chí và lòng gan dạ hơn người, vẻ ngoài tự tin khiến nhiều người kiêng nể, đây cũng là khí chất của một người lãnh đạo. Tuổi nhâm dần mạnh mẽ, dễ dàng thích nghi với những áp lực, khắc nghiệt của công việc, họ sẽ không cho phép bản thân được tự do nghỉ ngơi, hưởng thụ khi chưa có địa vị, quyền lực trong tay. Tuổi dần là những con người thời hiện đại nhưng không bao giờ đi ngược lại với văn hóa của truyền thống, họ rất tốt bụng, luôn sẵn sàng giúp đỡ mọi người. Nhưng một khi danh dự, lòng tự trọng bị xúc phạm thì tuổi dần sẽ căm ghét, ôm lòng thù hận người đó, họ không bao giờ hài lòng với cuộc sống hiện tại của bản thân. Bởi vậy, mà người này luôn cố gắng, phấn đấu, chăm chỉ làm việc, bạn sẽ thấy thời gian rảnh rỗi của họ là rất hiếm. Phụ nữ tuổi nhâm dần vẻ bề ngoài mạnh mẽ, cứng cáp, nhưng sâu trong nội tâm họ lại là những người sống giàu tình cảm, họ thật thà chân thành với mọi người, không bao giờ lừa dối, lợi dụng ai. Giữa đám đông, tuổi hổ năng động, nhiệt tình, nổi bật, thu hút mọi ánh nhìn xung quanh, dường như những người này luôn lạc quan, yêu đời, không bao giờ cảm thấy áp lực, mệt mỏi trong cuộc sống. Những nữ mạng tuổi nhâm dần có cuộc đời thời kỳ tiền vận gặp rất nhiều khó khăn, đến thời kỳ trung vận thì sẽ có nhiều thay đổi về chuyện tình duyên và hạnh phúc cả đời. Thời kỳ hậu vận mới tạo được cơ hội thuận tiện cho cuộc sống lẫn sự nghiệp, vào tiền vận những người nữ tuổi nhâm dần phải trải qua nhiều khổ cực và phiền muộn, sang đến trung vận và hậu vận mới gặp nhiều may mắn và được hưởng an nhàn, công danh ít được thuận buồm xuôi gió, khi lên cao, khi xuống thấp, nhưng bù lại, gia đình được êm ấm, yên vui, hạnh phúc. Nam tuổi nhâm dần có thiên can mang chữ nhâm, có các sao Thiên lương, Hóa lộc là hai sao thích hợp cho vai trò người lớn, kể cả thuận lợi trong môi trường giáo dục, y tế, quý ông còn có Tử vi, Tả phù là hai sao thiên về trí tuệ. Càng lớn tuổi kiến thức càng sâu rộng, thích hợp với vai trò làm thầy, làm cha. Với tuổi mạng tương khắc, cuộc sống dễ bị thăng trầm, ngoại trừ nam mạng biết thích nghi với hiện tại và đừng khởi nhiều tham vọng, nam mạng có nhiều tự tin nơi tài trí của mình. Ít khi bằng lòng với hiện tại, thường bỏ đây, bắt đó, đứng núi này, trông núi nọ, nên cuộc đời có nhiều biến động, từ sự nghiệp cho đến gia đình, với dáng dấp thành tú, với lối nói vui vẻ được lòng người, đã góp phần lớn vào sự thành công trong thời tiền vận nhưng bản chất thích hưởng thụ nhiều hơn làm việc, nên sự nghiệp chóng tàn, phải bôn ba trôi nổi nhiều nơi. Trung niên mới tạm ổn định, nếu biết tu tâm dưỡng tính, lấy lòng chân thật, mà đối xử thì sự nghiệp càng hương thịnh, nếu không thì tuổi già cũng còn lận đận, nhờ con cháu mà an nhàn. Nhìn chung, những người mạng tuổi nhâm dần sinh năm 1962, cầm tinh con hổ, nên họ thường đam mê quyền lực giống như hổ là chúa tể rừng xanh vậy, luôn có tham vọng rất lớn. Đối với họ, một khi đã xác định được mục tiêu của mình, thì họ sẽ quyết tâm và không ngừng nỗ lực để chắc chắn rằng họ sẽ là người cực kỳ thành công trong xã hội này. Những người mạng tuổi nhâm dần sinh năm 1962 thường yêu thích sự tĩnh lặng, họ yêu quý cuộc sống gia đình đầm ấm và yên vui, họ là hình tượng mẫu mực của gia đình, cho dù đi bất cứ đâu, hay làm bất kỳ việc gì, trong tâm trí họ luôn hướng về tổ ấm thân thương, sẵn sàng làm tất cả mọi thứ để bảo vệ những người mình yêu thương và làm cho họ được hạnh phúc. Những người mạng tuổi nhâm dần sinh năm 1962 là kiểu người minh bạch, hiểu rõ những việc gì mình cần làm, tinh thần nghiêm túc trong công việc, làm ra làm, chơi ra chơi, đối với họ sẽ luôn cố gắng hoàn thành công việc tại cơ quan và không mang việc về nhà để làm, vì khi về đến nhà, họ chỉ muốn dành toàn bộ thời gian đó cho những người thân yêu của mình. Những người mạng tuổi nhâm dần, sinh năm 1962, luôn dịu dàng và biết cảm thông và chia sẻ đối với một nửa của đời mình, tuy nhiên, đôi lúc họ thường trầm lặng và không biết phải nói gì khiến cho người kia không cảm nhận được tình cảm và chân tình của mình. Bất kỳ mệnh tuổi nào cũng không thể thật sự hoàn hảo, nếu có điểm tốt thì sẽ có điểm yếu song hành, chủ yếu là ít hay nhiều mà thôi. Đối với những người mạng tuổi nhâm dần cũng vậy, ngoài những đặc điểm trên, họ còn có điểm yếu chính là sự cố chấp, không bao giờ chịu nghe lời hay sự góp ý kiến của bất kỳ ai. Xét về thực tế, tuy nói tính cách khá bốc đồng, nhưng họ cũng muốn có một người bên cạnh để chỉ ra những điều sai, điều đúng và đưa ra cho họ những lời khuyên chân thành nhất. Theo tử vi, vận mệnh của người mạng tuổi nhâm dần được phát triển rực rỡ về mặt sự nghiệp, tài lộc cũng được sung túc hơn để có được sự nghiệp vững vàng thì việc cực khổ trong công việc là điều không thể tránh khỏi. Chính vì vậy bạn cần phải luôn ghi nhớ phải thật bình tâm, không nên lỗ mãng hành sự để giảm bớt được sự thất thoát không đáng có. 2. Tử vi trong 6 tháng đầu năm 2024 của tuổi nhâm dần, sinh năm 1962. Xét về phương diện sự nghiệp của người tuổi dần trong 6 tháng đầu năm Giáp Thìn 2024. Đứng trước nhiều bước ngoặt và thử thách, bản mệnh vẫn có cơ hội phát triển nhất định, đón những thay đổi tích cực nhờ có sao dịch mã chiếu mệnh. Song mọi thứ tưởng như tốt đẹp đều có thể biến thành áp lực nếu bạn không đủ quyết tâm và nghiêm túc theo đuổi mục tiêu của mình. Thời gian này, dù đang làm ở vị trí hay lĩnh vực nào, bạn cũng sẽ nhận được nhiều sự chú ý hơn, được trao nhiều cơ hội và nhiều nguồn lực hơn để thể hiện bản thân. Đó là may mắn nhưng cũng là thách thức không nhỏ. Tham vọng của bạn nên được thể hiện đúng mức, đúng chỗ, sẽ hỗ trợ rất tốt cho sự nghiệp của bạn. Hơn nữa, bản mệnh hãy cứ nhớ làm việc chăm chỉ hơn, tất nhiên việc duy trì mối quan hệ hài hòa và ổn định giữa các cá nhân, hạn chế tranh chấp, hay xung đột với đối tác, đồng nghiệp cũng là điều cần thiết để không nảy sinh rắc rối nếu được cấp trên giao đảm nhận nhiệm vụ công việc mới. Người tuổi nhâm dần nên nêu cao tâm lý siêng năng, năng động, cầu tiến, may mò, khiêm tốn học hỏi từ đồng nghiệp xung quanh để thích ứng với nội dung công việc mới càng sớm càng tốt. Trong 6 tháng đầu năm 2024 này, bản mệnh cũng có thể cân nhắc chuyển đổi lĩnh vực hoặc chuyển đổi công việc. Tuy nhiên vẫn nên có sự chuẩn bị kỹ lưỡng, đừng quá nóng nảy, bốc đồng mà phải suy nghĩ thực tế để phát triển tốt sự nghiệp của mình. Đối với các doanh nhân, sự cạnh tranh trong kinh doanh năm nay sẽ vô cùng khốc liệt, bạn cần theo dõi những thay đổi của thị trường và xây dựng chiến lược kinh doanh hợp lý để đối phó với sự cạnh tranh đó của thị trường, đồng thời các tranh chấp nhân sự sẽ thường xuyên hơn. Cần được xử lý, giải quyết thận trọng, cố gắng tránh gia tăng mâu thuẫn để duy trì mối quan hệ hợp tác tốt đẹp. Xét về tài lộc tuổi nhâm dần trong 6 tháng đầu năm 2024 Xem tử vi tuổi dần năm 2024 về phương diện tiền bạc trong 6 tháng đầu năm giáp thìn được dự đoán là giai đoạn tài vận khó khăn với người tuổi dần, không có nhiều khoản thu mà nguy cơ hào tài cũng rất lớn tài lộc trong 6 tháng tới này có thể nói là lên xuống thất thường, tính chất biến động rất mạnh, nên về mặt quản lý tài chính bạn càng phải thận trọng kẻo phá tài. Đối với việc đầu tư và kinh doanh, bản mệnh cũng phải có tính toán cẩn thận hơn để tránh việc vung tiền vô ích. Người làm công ăn lương cũng chỉ đủ đảm bảo mức lương ổn định hàng tháng, vậy nên không nên quá xa đọa, lười biếng, chỉ nghĩ chơi hưởng thụ, mà không chịu cố gắng làm ăn, cày kiếm trang trải cuộc sống, nếu không hợp với kinh doanh, bản mệnh hoàn toàn có thể tìm những công việc bán thời gian phù hợp. Đừng quá cao ngạo mà coi thường những khoản thu nhỏ, bởi tích tiểu thành đại, nhiều món nhỏ gộp lại sẽ thành món lớn. Khoảng thời gian mùa thu trong năm giáp Thìn được dự báo là giai đoạn có nhiều biến động tài chính thường xuyên nhất, nên cần phải luôn đề cao cảnh giác và thận trọng trong các quyết định tài chính, hãy cẩn thận không bỏ tất cả trứng vào một giỏ và bạn nên đa dạng hóa các khoản đầu tư của mình. Để giảm thiểu rủi ro, nếu sáng suốt và tỉnh táo, cộng thêm sự khôn ngoan và quyết đoán của tuổi nhâm dần, bạn hoàn toàn có thể xoay chuyển tình thế tìm kiếm cho mình cơ hội và chìa khóa để kiếm tiền, đầu tư đúng ngạch và kịp thời sẽ mang lại cho người tuổi nhâm dần lợi nhuận khổng lồ. Đồng thời, sự kết hợp với người khác và làm việc theo nhóm cũng sẽ trở thành khởi nguồn cho sự giàu có của bản mệnh trong giai đoạn đầu năm này. Làm việc cùng nhau không chỉ mang lại lợi ích kinh tế lớn mà còn giúp cô bác học hỏi được nhiều điều đấy nhé. Sức khỏe của người tuổi nhâm dần 6 tháng đầu năm 2024 âm lịch Xem tử vi cho thấy, sức khỏe của người tuổi nhâm dần khá tệ, bạn có thể gặp chấn thương nghiêm trọng do tai nạn hoặc đụng phải vật sắc nhọn. Vì vậy bạn cần đặc biệt lưu ý khi vận động, hoặc lái xe, tham gia giao thông, cuộc sống hàng ngày cần được chăm sóc đặc biệt để tránh ngã quỵ. Vì ngay cả những vết thương nhỏ cũng có thể gây hậu quả nghiêm trọng. Những người có thói quen tập thể dục thể thao nên tránh tập luyện quá sức để giảm nguy cơ chấn thương. Công việc có nhiều áp lực cũng ảnh hưởng tới sức khỏe tinh thần của bản mệnh, bản mệnh nên cố gắng giải tỏa tâm lý, suy nghĩ tích cực Đừng ôm đồm quá nhiều việc vào người mà đổ bệnh. Dù bận rộn đến đâu cũng nên chú ý đến cơ thể, đảm bảo thời gian làm việc và nghỉ ngơi đều đặn, hạn chế tối đa việc thức khuya để không ảnh hưởng đến sức khỏe. Bản mệnh cũng nên điều chỉnh chế độ ăn uống sao cho lành mạnh nhất, tránh ăn đồ dầu mỡ và đông lạnh, bởi trong năm 2024 này, bạn dễ gặp bệnh lý liên quan đến mỡ máu và tiêu hóa. Về phương diện tình cảm gia đạo, tuổi nhâm dần trong 6 tháng đầu năm 2024 Phương diện tình duyên và gia đạo của người tuổi Nhâm Dần trong năm 2024 chịu ảnh hưởng không nhỏ. Từ trạng thái cảm xúc bất ổn của con giáp này, xem tử vi, người tuổi Nhâm Dần sẽ bị hung tinh Thiên Khốc ảnh hưởng, tình cảm dao động lớn, trở nên nhạy cảm và thường cảm thấy thiếu an toàn trong các mối quan hệ, từ đó nảy sinh cảm giác đa nghi hay ghen tuông giận hờn. Mối quan hệ giữa các cặp đôi không được ổn định, thường xuyên xảy ra hiểu lầm do hành động hoặc lời nói vô ý, hai người lại không sẵn lòng trao đổi và giải quyết kịp thời. Điều này sẽ chỉ khiến mâu thuẫn ngày càng sâu sắc hơn và cuối cùng cả hai có thể tính đến việc chia tay, chính sự nghi ngờ lẫn nhau, thường dẫn đến xung đột. Hai bên nên tôn trọng ý kiến của nhau, sẵn sàng bao dung, thấu hiểu để cùng nhau duy trì sự hòa thuận trong gia đình, đó mới là cách để gìn giữ hôn nhân bền vững. Ngoài ra, bạn cũng nên lưu ý rằng, những bất mãn về công việc nên được để bên ngoài cánh cửa gia đình. Chớ nên mang những cảm xúc tiêu cực về nhà rồi chút lên người thân, họ không đáng và không có nghĩa vụ phải chịu những điều đó từ bạn. 3. Luận hung cát từng tháng của người tuổi nhâm dần sinh năm 1962. Tử vi tháng 1 năm 2024 âm lịch. Bước sang năm mới 2024, cuộc sống của tuổi nhâm dần khá hài hòa, về tổng thể đạt được mức tăng tiến nhất định, con giáp này có tín hiệu tốt trong sự nghiệp. Phát triển khá thuận lợi theo mục tiêu đề ra, bản mệnh đủ năng lực để giải quyết mọi chuyện lớn nhỏ, nhiệm vụ vào tay là xử lý đâu vào đó, được cấp trên vô cùng tán thưởng. Đầu năm mới có khá nhiều việc cần cần phải chi tiêu, bao gồm mừng tuổi và mua sắm trong gia đình, nhưng may mắn là mọi việc đều trong tầm kiểm soát và bản mệnh cũng có nguồn thu nhất định. Chuyện tình cảm của bản mệnh trong năm mới khá hanh thông, vui vẻ, mối quan hệ của bản mệnh và một nửa của mình lúc này khá êm ấm, không có vấn đề gì đáng lo xảy ra. Tử vi tháng 2 năm 2024 âm lịch Xem bói tử vi, vận trình tháng 2 âm lịch tuổi nhâm dần có phần kém sắc, nguyệt lệnh lâm đất tử, vận khí giảm sút nếu không chăm chỉ và nỗ lực làm việc hơn trước rất dễ gặp thất bại, ngược lại, làm gì cũng cẩn thận, tính toán kế hoạch ổn thỏa, bản mệnh được chính ấn nâng đỡ, thái dương hỗ trợ, con đường thăng tiến vẫn rộng mở để chào đón bạn. Tình hình tài chính bình ổn, không có quá nhiều biến động, chính tài chứng lại chưa thấy dấu hiệu tăng, may mắn thứ tài có chút khởi sắc, kinh doanh, buôn bán hay đầu tư có thể thu lời, nhưng không nhiều. Sức khỏe tuổi nhâm dần gặp không ít trục trặc, liên tục căng thẳng đầu óc trong thời gian dài, khiến chất lượng giấc ngủ hay ăn uống đều giảm sút bạn có thể sụt cân. Tử vi tháng 3 năm 2024 âm lịch. Được nguyệt lệnh lâm đất trường sinh hỗ trợ, vận trình tháng tuổi nhâm dần đón điểm báo hanh thông trên phương diện tình cảm trong tháng 3 âm lịch này. hỉ khí dồi dào, khả năng cao gia đình có hỷ sự, người độc thân có nhiều cơ hội làm quen, tiếp xúc với đối tượng phù hợp tình cảm thăng hoa. Tài lộc bình ổn, có dấu hiệu tăng dần về cuối tháng, kinh doanh, buôn bán, vào cầu chủ động đẩy mạnh đầu tư, ắt có khoản dư dôi tích lũy được. Theo tử vi tuổi dần 2024, tháng này về công việc xuất hiện quý nhân giúp đỡ, nhưng đó là sự giúp đỡ không chính thức, có thể là từ xa hoặc ngầm trợ giúp, dù sao có được sự giúp đỡ ấy, công việc của bản mệnh càng thêm thuận lợi. Tuy nhiên, dịch mã động tinh xuất hiện báo hiệu bản mệnh tất bật chạy đôn chạy đáo xử lý công việc, càng xông xáo bao nhiêu, thành công đến với bạn càng lớn bấy nhiêu. Tử vi tháng 4 năm 2024 âm lịch trong tháng 4 này tuổi Nhâm Dần đang có khá nhiều biến động trong tài vận, theo hướng tiêu cực thì tiền của trong túi đang không cánh mà bay, đừng theo đuổi những gì không phải là của mình. Để tránh lãng phí thời gian, công sức, đặc biệt việc liên quan các giấy tờ, văn kiện quan trọng, nhất là những bạn làm thư ký, văn thư, hay trợ lý, kế toán không được chủ quan, nên làm đến đâu đúng đến đấy. Theo tử vi 2024, thời gian này đòi hỏi sự tập trung cao độ, bạn phải tỉnh táo và giữ tinh thần vui vẻ khi làm việc. Chú ý đến mọi tiểu tiết, dù là nhỏ nhất, để tránh sai lầm không đáng có. Tài vận của tuổi dần trong tháng 4 này có nhiều thăng trầm, đã tới lúc bạn phải xác định rõ nguồn thu chủ yếu của mình đến từ công việc chính, không nên tùy tiện mang tiền bạc cho bạn bè vay mượn hay đầu tư khi bản thân chưa thực sự hiểu, nếu không làm được như vậy, tiền chỉ có không cánh mà bay thật. Tử vi tháng 5 năm 2024 âm lịch. Trong tháng này, bạn có thể trải qua sự phát triển và tiến bộ trong công việc các dự án và nhiệm vụ của bạn có thể tiến triển suôn sẻ và mang lại thành công. Hãy duy trì sự tập trung và nỗ lực để đạt được mục tiêu của mình. Đồng thời, hãy cẩn trọng với sức khỏe của bạn và đảm bảo bạn có thời gian để thư giãn và tái tạo năng lượng. Tử vi tháng 6 năm 2024 âm lịch Tử vi tháng 6 âm lịch của tuổi nhâm dần có dấu hiệu xuống dốc. Mặc dù công việc nhiều, lúc nào cũng luôn chân luôn tay, nhưng có cảm giác mọi thứ bất lợi, nhạt nhòa, kết quả đạt được cũng chưa thực sự mãn nguyện mặc dù được chính tài nâng đỡ, nhưng tài vận của tuổi nhâm dần chưa thực sự khởi sắc. Tháng này cầu ổn định là may, không cầu mong đại phát đại lợi, tránh xa các hạng mục đầu tư mạo hiểm, tránh bất chắc xảy ra. Có tiền nên tích lũy sẽ tốt hơn, tình cảm cũng xảy ra không ít rắc rối, đôi bên ngày càng xa cách, khó chia sẻ, trò chuyện với nhau hơn trước. 4. Bình giải về sao hạn và cách hóa giải vận hạn cho tuổi nhâm dần, sinh năm 1962. Thứ nhất, Bình giải sao hạn cho nam mạng tuổi nhâm dần năm 2024. Năm 2024 nam tuổi nhâm dần gặp sao mộc đức chiếu mệnh. Đây là phúc tinh chủ về những điều may mắn, tốt đẹp trong cuộc sống. Sao mộc đức sẽ mang tới cho mệnh chủ nhiều niềm vui hoan hỉ. Hạnh phúc trọn vẹn, tốt nhất là vào tháng 10 và tháng chạp âm lịch. Tuy nhiên, cần đề phòng bệnh tật phát sinh, nhất là liên quan về khí huyết trong cơ thể. Theo niên hạn. Hạn huỳnh tuyển, gặp hạn này tuổi nhâm dần nam mạng dễ bị bệnh nặng tiêu tốn nhiều tiền bạc để chữa trị, dễ bị đau đầu, chóng mặt, khi huyết lưu thông kém nên hạn chế đi đường sông nước kẻo gặp họa, mưu cầu danh lợi đều khó thành, dễ xảy ra thất bại. Băng lớn hơn tiểu kết, năm có các tinh chiếu mệnh, vận xui bị chết giảm phần nào, mang tới không ít may mắn cho đương số. Có điều sức khỏe giảm sút, khi huyết lưu thông kém, dễ có nguy cơ bị đau đầu, chóng mặt, thậm chí là đột quỵ, hết sức lưu ý. Ở độ tuổi này, nam nhâm dần khó tránh khỏi những dấu hiệu lão hóa của cơ thể. Tinh thần dễ trở nên nhạy cảm, nóng giận thất thường, để vượt qua khủng hoảng, tuổi già mệnh chủ hãy trò chuyện nhiều hơn, kết giao bạn bè, tham gia các bộ môn thể thao phù hợp. Cuộc sống sẽ được bình an, hạnh phúc nếu nam tuổi dần 1962 trân trọng những gì mình đang có, những điều càng bình dị, mộc mạc thì càng đáng quý, tìm ra niềm vui tuổi già, tự tạo năng lượng tích cực sẽ giúp mệnh chủ sống vui, sống khỏe mỗi ngày. Cách tăng các khí của sao Mộc Đức theo phong thủy năm 2024 Sao mộc đức thuộc hành mộc, nên dùng màu xanh lá thuộc hành mộc để tăng cường các khí của sao tốt chủ về tình duyên, hôn nhân, hạnh phúc. Bản mệnh có thể đeo trang sức đá phong thủy màu xanh lá như ngọc vỉ thúy hoặc cũng có thể dùng màu đen thuộc hành thủy. Mục đích là để thủy sinh mộc càng thêm tốt, cũng có thể đeo đá quý màu xanh dương hoặc màu đen như thạch anh đen, thạch anh tóc tiền đen, lam bảo, ngọc lam. Cách giải hạn huỳnh tuyền năm 2024 Về sức khỏe nên dành nhiều thời gian nghỉ ngơi, chăm sóc sức khỏe bản thân, đồng thời cần lập chế độ ăn uống và rèn luyện thể thao hợp lý. Tránh sử dụng quá nhiều các chất kích thích từ rượu, bia, thuốc lá, kẹo gây họa bất ngờ. Công việc làm ăn, hạn chế làm ăn xa nhà nhất là những việc liên quan đến sông nước, tránh đi lại bằng phương tiện đường thủy. Không may tai nạn bất ngờ xảy ra làm nguy hại đến tính mạng, tốt nhất không tham gia du lịch biển đánh bắt cá xa bờ. Đề phòng tai bay và gió, trong năm đường số không nên đứng ra bảo lãnh, bảo chứng cho bất cứ ai, kể cả người quen biết, không may tai bay vạ gió, nhẹ thì mất mát tiền của, nặng thì tiền mất tật mang. Thứ hai, bình giải sao hạn cho nữ mạng tuổi nhâm dần năm 2024. Nữ mạng tuổi nhâm dần trong năm nay gặp sao thủy diệu chiếu mệnh, thủy diệu thuộc về thủy tinh, trong năm nhịn nhục nhớ kiềm hiểm nguy, tháng 4 tháng 8 coi chừng. Họ hàng nội ngoại lệ dưng chia lìa, sao thủy diệu tốt cho tài lộc, đồng thời mang đến hỷ sự, trong nhà có nhiều chuyện vui, có điều, người có sao thủy diệu chiếu mệnh, cần cẩn thận thị phi, tranh chấp, đồng thời cần tránh đường sông nước, hạn chế đi du lịch vùng biển, sông suối, dễ gặp bất chắc, nếu đau ốm, nguy nhất vào tháng 11 âm lịch, hết sức thận trọng. Theo niên hạn toán tận, toán tận hạn đến thình lình, đàn ông rất kỵ bỏ mình nhiều khi, toán tận họa gửi tai bay, văn thơ khẩu thiệt tổn tài ốm đau, gặp hạn toán tận chủ về hao tài tốn của, ốm đau bệnh tật, ra ngoài thì cẩn thận tai nạn xe cộ nguy hiểm tới tính mạng, Thay vì tranh chấp tiền của mà tổn hao sức khỏe, thậm chí bỏ cả mạng. Tiểu kết, các tinh chiếu mệnh dự báo tài lộc trong năm khá lý tưởng, các khoản tích góp ngày càng nhiều thêm. Tuy nhiên bạn được nhắc nhở chú ý giữ an toàn cho bản thân trong cuộc sống, đề phòng có hạn sông nước, thăm khám sức khỏe định kỳ để kịp thời phát hiện mầm bệnh ủ trong người. Bên cạnh đó, vận hạn toán tận nhắc nhở nữ tuổi nhâm dần nên thận trọng trước các vấn đề liên quan đến tiền bạc, tài sản, khi xuất hành đi xa cần chú ý bảo quản đồ đạc cá nhân hạn chế cho người khác vay mượn tiền bạc. Nhìn chung, cuộc sống của nữ tuổi dần 1962 trong năm Giáp Thìn sẽ được hưởng bình an, thảnh thơi, nếu mệnh chủ hướng về đời sống tinh thần, chăm lo cho sức khỏe, không màng danh lợi, tránh xa thị phi, là bậc cao niên trong nhà, mệnh chủ hãy gìn giữ những phẩm hạnh đạo đức, không chỉ để tu dưỡng tâm hồn, mà còn làm gương cho con cháu noi theo. Cách tăng các khí sao thủy diệu theo phong thủy năm 2024. Đồ phong thủy Thủy diệu là sao tốt, nhưng bất lợi cho nữ ngũ hành là thủy khi gặp sao này vào ngày 21. Phụ nữ dùng mục tiết như đeo trang sức màu xanh là phỉ thúy, ngọc lục bảo, thạch anh linh, khổng tước. Dùng màu sắc phong thủy đương số nên mặc đồ màu trắng thuộc hành kim hoặc màu đen, màu xanh nước biển thuộc hành thủy để vượng các khí. Dùng đá phong thủy những loại đá quý như thạch anh đen, thạch anh tóc đen, sapphire, thạch anh trắng, mã não trắng, phỉ thúy, ngọc lục bảo cũng rất thích hợp dùng trong năm có sao thủy diệu chiếu, bạn nên mang theo mình hoặc chế làm vật phẩm phong thủy trưng bày trong nhà. Chú ý lời ăn tiếng nói, mệnh chủ trong năm nên tránh bàn tán chuyện không phải của mình, giữ gìn lời ăn tiếng nói. Ngoài ra, phải luôn giữ thái độ khiêm tốn, cầu thị, biết mình biết ta, để không vướng phải rắc rối không đáng. Cách giải hạn toán tận năm 2024. Toán tận là hạn chủ về tiêu hao tiền bạc, tài sản mà không dự tính trước được, để bảo vệ tài sản tiền của vốn có, đương số cần thực hiện những việc sau đây. Khi đi ra ngoài, mỗi khi đi ra ngoài, tốt nhất không nên mang theo quá nhiều trang sức, tiền bạc trong người, chỉ cần mang vừa đủ chi tiêu tránh tình trạng cướp giật xảy ra. Để đảm bảo không gặp tai bay và gió, tai nạn bất ngờ xảy ra, bạn không ra khỏi nhà khi không cần thiết, tránh ra ngoài khi thời tiết nắng mưa bất thường không may bị cảm mạo. Trong làm ăn kinh doanh, tránh hùn hạp góp vốn với ai, ngược lại nên tự mình quyết định tiền của bỏ ra, đừng để người hợp tác làm ăn chung cản trở làm mất hết tiền đầu tư ban đầu. Vấn đề đi lại, để tránh các tai nạn bất thình lình xảy ra, gia chủ gặp hạn không nên sử dụng các chất kích thích như rượu, bia, thuốc lá, tránh lưu thông bằng đường thủy, nếu lao động trong môi trường nguy hiểm thì hết sức cẩn thận. Về lối sống, nên sống hướng thiện, tu tâm dưỡng tính, cho dồi đạo đức nhân phẩm, thường xuyên thắp hương cửa Phật nhằm cầu bình an và may mắn. Tiếp theo, trong chuyên mục phong thủy may mắn năm 2024, Minh Đường Tử Vi xin chia sẻ tới quý vị về màu sắc may mắn giúp nhâm dần gặp hung hóa cát, vận khí vượng suốt cả năm. Màu xanh lá vượng sự nghiệp. Xem màu sắc may mắn của 12 con giáp năm 2024, màu xanh lá giúp người tuổi dần duy trì được phong thái làm việc chuyên nghiệp, luôn thể hiện bản thân thật tốt trước mặt cấp trên, bảo vệ được thành quả lao động của mình. Ngoài ra, bạn cũng sẽ trở nên siêng năng, năng động, cầu tiến, khiêm tốn học hỏi từ đồng nghiệp xung quanh hơn. Nếu thường xuyên sử dụng màu sắc này. Màu trắng vượng tài lộc, màu trắng đem tới tác động thư giãn, giúp bạn kiềm chế được những cảm xúc nóng nảy, bất đồng, hạn chế được xích mích với mọi người xung quanh, gây ảnh hưởng đến danh tiếng bản thân và chất lượng công việc. Màu đỏ vượng tình duyên, màu đỏ giúp đường tình duyên của bản mệnh trở nên hanh thông, thuận lợi hơn, bạn tin tưởng vào tình yêu của mình, tin tưởng vào người ấy hơn, từ đó hai người có thể nắm tay vượt qua mọi sóng gió. Màu kỵ năm 2024 đối với tuổi Nhâm Dần, bạc, xám, màu này tác động không tốt đến tâm lý của người tuổi Nhâm Dần, khiến bạn trở nên lười biếng, thiếu chi khí, chỉ nghĩ chơi hưởng thụ mà không chịu cố gắng làm ăn, trang trải cuộc sống, thường xuyên sử dụng hai màu này cũng sẽ khiến tình cảm thường xuyên dao động. Bạn trở nên nhạy cảm, đa nghi, hay ghen tuông giận hờn và thường cảm thấy thiếu an toàn trong các mối quan hệ. Quý vị thân mến, từ xưa đến nay Phật luôn là một bậc đấng tối cao trong lòng mỗi chúng ta trong 66 điều Phật gian dạy, để cuộc sống được an bình và hạnh phúc, chúng sinh cần ghi nhớ về luật nhân quả. Sống yêu thương, biết ơn cuộc sống và biết trân trọng những gì mình đang có. Cùng Minh Đường Tử Vi tìm hiểu chi tiết hơn về nội dung lời Phật dạy về cuộc sống thông qua bài viết dưới đây. 1. Hãy luôn đặt niềm tin vào cuộc sống. Không ai có thể sống mà thiếu đi niềm tin. Niềm tin có thể hiểu nôm na là sự tin tưởng của bạn vào những điều tốt đẹp sẽ xảy ra trong tương lai. Đơn giản khi bạn có niềm tin vào Đức Phật, bạn sẽ cảm thấy cuộc sống nhẹ nhàng hơn, khi có vướng bận, chỉ cần có niềm tin vào cuộc sống tươi đẹp thì sẽ thấy có nhiều động lực để vượt qua mọi khó khăn, niềm tin nó hiện diện trong chính mỗi bản thân con người, việc của bạn là giải phóng nó ra, như việc mở rộng trái tim để yêu thương con người, như vậy có thể nói có niềm tin vào cuộc sống chính là làm cuộc đời này thêm đẹp tươi và là điều hạnh phúc nhất. 2. Phải luôn có lòng yêu thương. Phật đã dạy rằng Tất cả mọi thứ trên đời chỉ là phù du, khi khi mất đi chỉ có tình yêu thương lẫn nhau mới là thứ tồn tại cuối cùng, tình yêu thương là một điều tuyệt vời, mà chỉ có con người có được và cảm nhận được, người có tình yêu thương là những người biết trân trọng những gì đang có, ngay cả sự sống của chính mình trên cõi đời này cũng là điều vô cùng quý giá. 3. Làm người phải luôn có đạo đức và lòng biết ơn. Từ xa xưa, ông cha ta đã có câu, uống nước nhớ nguồn, ý nghĩa thể hiện lòng biết ơn đây là một đức tính cao quý và đẹp của con người lòng biết ơn chính là tấm lòng tri ân luôn ghi nhớ công ơn sinh dưỡng của cha mẹ sinh thành biết ăn sự giúp đỡ của người khác biết ơn bạn bè đã cho ta niềm vui và cảm ơn cuộc đời đã cho ta được sống không bị lạc lòng lòng biết ăn chính là đạo đức lớn mà mỗi người chúng ta nên tu dưỡng và phấn đấu để có được đạo đức và lòng biết ơn là hai trong một không hình thành và có trong mệnh lệnh giáo điều hay sức ép ép của một giáo lý nào đạo đức và lòng biết ơn có được do tự nguyện Mỗi con người tự sản sinh ra từ trong nếp sống, chính đạo đức và lòng biết ơn của mỗi người trong quá khứ và hiện tại Đã tạo nên vòng nghiệp báo luân hồi, việc con người tìm đến giáo pháp nhà Phật như một con đường tu thân, bồi dưỡng lòng nhân ái, hiếu hạnh và vị tha 4. Luôn biết trân trọng bạn bè Ngoài gia đình thì có được những người bạn tốt là điều hạnh phúc nhất trong cuộc đời Bởi bạn bè làm cho cuộc sống của chúng ta không cô độc, luôn ở bên ta khi khi gặp hồn khó có bạn ta có nơi để chia sẻ những niềm vui và cả nỗi buồn, Phật dạy, bạn bè gặp được nhau là cái duyên, nếu đã không có duyên với nhau thì không thể có được tình bạn tốt đẹp. Vì vậy, khi bạn gặp được một người bạn tốt thì hãy mở rộng tâm hồn đón nhận và trân trọng những làn gió trong lành đó. Vâng, cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi và lắng nghe đến hết luận giải của Minh Đường Tử Vi. Mong rằng những dự báo trên có thể giúp quý vị thật nhiều niềm vui và thành công trong cuộc sống minh đường tử vi xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo